bạn đã quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến, trên thế giới này có rất nhiều những bức ảnh đã vô tình chụp lại được những khoảnh khắc không thể lý giải và dần dần trở thành những bí ẩn huyền thoại. Đặc biệt, chúng được chụp vào trong khoảng thời gian mà công nghệ chỉnh sửa ảnh chưa phát triển. Sự khó hiểu của những bức ảnh này càng trở nên kỳ quái và khiến chúng ta phải rùng mình. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Tô Mộc chúng mình đi tìm hiểu 7 bức ảnh đáng sợ và bí ẩn nhất trên thế giới nhé! Bàn tay bí ẩn trong bức ảnh 100 năm tuổi. Hãy nhìn kỹ vào bức hình này. Các bạn có thấy điều gì kỳ lạ không? Có lẽ là không. Đây là bức ảnh chụp vào năm 1900, đến nay đã hơn 100 tuổi. Các cô gái trong bức ảnh là người Ireland, làm việc tại một nhà máy sản xuất lanh. Tưởng chừng như bình thường, nhưng không. Trong một thời gian dài, nó đã khiến cho toàn thế giới phải sợ hãi, ám ảnh. Theo trang Belfast Line, trong ảnh, một nhóm nữ công nhân trẻ ở nhà máy sản xuất lanh xếp hàng và chụp hình với đồng phục tại nơi làm việc. Mỗi người đeo dây thắt ngang eo, xỏ qua dụng cụ họ dùng hàng ngày. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, có thể thấy rõ hình ảnh một cánh tay kỳ lạ đặt trên vai cô gái mặc áo sẫm màu, ngồi ở ngoài cùng bên phải hàng thứ hai. Hãy để tôi một chúng mình giúp bạn nhìn thấy kỹ hơn. Và một điều chắc chắn rằng, cánh tay này không thể thuộc về hai cô gái đứng sau hoặc ngồi bên cạnh, bởi họ đều chụp hình trong tư thế khoanh tay. Vậy, cánh tay kỳ bí này thuộc về ai? Đa phần mọi người đều lạnh người mà nói rằng đó chính là cánh tay của một hồn ma nào đó. Có thể là bạn của những cô gái này muốn chụp hình cùng họ. Hoặc cũng có thể là một hồn ma tinh quái nào đó đã nhảy vào chụp ảnh để trêu đùa. Nguồn gốc của bức ảnh ma quái này do một độc giả có tên Linda gửi tới trang Belfast Life. Cô này chia sẻ: "Thật tuyệt khi xem bức ảnh cũ của cụ ngoại tôi nhiều năm về trước khi bà làm việc ở nhà máy này. Bà tên là Ellen Dennerly và là người thứ tư từ trái qua phải ở hàng hai. Cha tôi lưu giữ bức ảnh này trong nhà và đó là bức ảnh ma của gia đình tôi." Bên cạnh giả thuyết bàn tay ma thì không ít người cho rằng cánh tay ma là kết quả của mẹo sử dụng ánh sáng hoặc đường diềm trên áo cô gái. Và cũng có một số nguồn tin khẳng định thực chất bàn tay thừa này chính là của một cô gái đã bị xóa khỏi tấm ảnh chứ không phải là bàn tay ma như nhiều người liên tưởng. Vậy còn các bạn nghĩ bàn tay này là của ai? Có phải chăng là bàn tay ma quái nào đó? Hãy chia sẻ ngay ý kiến dưới phần bình luận nhé! Cô gái xoay đầu 90 độ. Hãy đảm bảo bạn là một người mạnh dạn để nhìn kỹ bức ảnh này. Bởi không ít người đã trở nên bấn loạn và hoang mang khi nhìn nhiều tấm hình được cho là kỳ lạ, gây ám ảnh nhất thế giới. Nguồn gốc của bức hình này phải quay lại cách đây hơn 10 năm. Chính xác là vào ngày 5 tháng 5 năm 2009. Trong một bản tin đã được phát sóng trên một kênh truyền hình Nhật Bản, màn hình bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một nhóm phụ nữ ngồi dưới hàng ghế khán giả. Trong đó, gây chú ý nhất chính là phân đoạn một người phụ nữ có khuôn mặt rùng rợn với cái đầu đang nghiêng gần 90 độ. Cổ gần như bị vẹo, nhìn rất kỳ cục. Gương mặt thì tái nhợt, trắng bệch, không giống với người bình thường, càng khiến cho khung cảnh ấy trở nên đáng sợ hơn. Cô gái sau đó đã trở nên nổi tiếng, clip được lan truyền khắp mạng xã hội. Thậm chí, một show truyền hình về tâm linh, ma quỷ cũng đã làm một tập reaction về video này. Hình chụp từ clip cũng được đăng tải lên các trang báo nổi tiếng. Bức hình trở nên nổi tiếng vì sự kinh dị đến rợn gáy. Cư dân mạng cho rằng đây không phải là người bình thường, vì hình ảnh được cắt ra từ video, khó có thể chỉnh sửa. Các câu chuyện đồn thổi xung quanh như người quay phim cô gái vẹo cổ chết vì tai nạn giao thông càng khiến cho sự bí ẩn này trở nên đáng sợ hơn. Thời gian đó, khắp các hội nhóm tâm linh, hiện tượng siêu nhiên đều rôm rả bàn luận. Thậm chí, nó còn được liệt vào danh sách 10 bức hình bị quỷ ám, một trong hàng nghìn điều kỳ bí ở Nhật Bản. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, không loại trừ đây chỉ là chiêu trò câu view của show truyền hình và cô gái dị hợm kia chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Sau này, người ta bỗng bất ngờ bắt gặp chính cô gái này trên một show truyền hình khác của Nhật có tên gọi Sư tử nói lời chào với bạn. Vẫn ở hàng ghế dành cho khán giả, cô gái vẹo cổ lại rất tươi tắn và hoàn toàn bình thường như bao nhiêu người ngồi cạnh. Vậy là ngọn ngành câu chuyện đã được sáng tỏ phần nào cho những người bán tín bán nghi. Ngay sau đó, cộng đồng mạng cũng đã tìm được đoạn clip gốc cho thấy cô gái không hề có tư thế nghiêng đầu khiếp đảm như những gì được lan truyền trên mạng xã hội vào những ngày trước đó. Mặc dù nhiều người vẫn thường mặc định rằng video truyền hình không thể chỉnh sửa, nhưng thực chất nó vẫn được can thiệp bởi ban biên tập vì bản tin chỉ là một chương trình phát sóng bình thường chứ không phải là phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, hóa ra bức ảnh từng gây ám ảnh nhiều người năm nào lại chỉ là chiêu trò câu view của show truyền hình Nhật Bản và cô gái dị hợm kia chỉ là sản phẩm của Photoshop. Nhưng phải công nhận rằng bức ảnh này có sức mạnh đáng sợ
Bởi nếu không biết câu chuyện đằng sau, có thể bạn sẽ bị ám ảnh dài dài với gương mặt này, nhất là vào ban đêm đấy. Quý cô Babushka. Một bức hình mà bạn sẽ thấy vô cùng bình thường, cho đến khi biết đây là bức hình được ghi lại tại hiện trường vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Hãy tập trung vào người phụ nữ quấn khăn trùm đầu này. Câu chuyện đằng sau đó là trong phim ghi hình tại hiện trường vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy hồi năm 1963, có một người phụ nữ bí ẩn đã lọt vào khung hình. Người phụ nữ này mặc một áo khoác màu nâu và có quấn một chiếc khăn choàng trên đầu. Chiếc khăn này trông giống với loại khăn choàng đầu Babushka nổi tiếng của Nga. Thế nên người ta đặt biệt danh cho người phụ nữ này đó là Quý cô Babushka. Từ góc nhìn đằng sau lưng, người phụ nữ bí ẩn dường như đang giơ máy để chụp hình chiếc xe của vị Tổng thống Mỹ xấu số. Không hiểu hay vô tình mà hình ảnh này được thấy ở hầu hết các tấm ảnh chụp hiện trường vụ ám sát. Với những góc chụp có thể cho là rất rõ ràng, cận cảnh và phục vụ được cho vụ án, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI sau đó đã đưa ra thông báo công khai rằng yêu cầu người phụ nữ này giao nộp lại hình ảnh mà bà đã chụp. Nhưng thật kỳ lạ đó là bà ta không bao giờ xuất hiện, dù cho FBI rất nỗ lực trong công cuộc tìm kiếm danh tính của người phụ nữ bí ẩn này. Có nhiều lời đồn thổi cho rằng người trong ảnh không phải con người, mà đó chỉ là một bóng ma quỷ dị. Mãi cho tới năm 1970, một người phụ nữ có tên Beverly Oliver đã tự nhận mình là Quý cô Babushka. Lúc này người ta cảm giác như bức ảnh gây tò mò ngày nào cũng có lời giải. Thế nhưng, lời khai của bà này có nhiều mâu thuẫn và sau đó bà bị coi là đã mạo danh. Cho đến tận ngày nay, vẫn không ai biết Quý cô Babushka là ai hoặc thực sự nhân vật này đang làm gì tại thời điểm đó. Và điểm bất thường đó là tại sao người phụ nữ bí ẩn này lại từ chối xuất hiện để giao nộp lại hình ảnh mà bà đã chụp tại hiện trường vụ ám sát Kennedy. Phải chăng giả thuyết rằng đây là một bóng ma là thật ư? Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Và bây giờ hãy cùng tiếp tục tìm hiểu một bức ảnh cũng vô cùng bí ẩn và cũng có thể khiến cho bạn đêm nay phải mất ngủ. Người đàn bà trong lâu đài cổ. Nhiếp ảnh gia có tên Christopher Atchison đã chụp lại lâu đài đổ nát có tên Tantallon ở East Lothian và mục đích là để đem bức ảnh này đi dự thi, dự triển lãm. Khi anh ta đưa máy lên chụp thì thấy rằng không hề có một vật thể gì ở đó, bởi đây là một lâu đài đổ nát, rất hiếm người qua lại. Thế nhưng, thật kỳ lạ, khi zoom kỹ bức ảnh, ở phía trên tầng cao lại có một gương mặt mờ ảo. Sau song cửa sắt là một người phụ nữ già nua, mặc bộ trang phục từ hàng thế kỷ trước. Nhiều người đồn đoán đây chính là bóng ma của người đã sống trong lâu đài từ bao đời trước thì mới có kiểu ăn mặc như vậy. Và hình bóng này vẫn luôn sống ở đây để bảo vệ tòa tháp. Thế nhưng cũng có người nói đây là linh hồn của một người phụ nữ trong một lần trú nạn đã không may qua đời. Đến giờ vẫn còn ở đây chờ người đến cứu vì chưa hề biết mình đã mất. Đến chính tác giả của bức hình cũng bất ngờ, đứng trước nhiều lời nghi hoặc, ông cho hay: "Tôi chụp bức ảnh này lúc 3 giờ chiều. Không hề nhận thấy có bất kỳ ai hay nhân vật nào ở đó khi chụp ảnh và chỉ nhìn thấy điều khác thường khi tôi xem lại ảnh. Mọi người cũng đã đi kiểm tra và khẳng định rằng không hề có một người nộm hay thứ gì đó tương tự mặc đồ cổ và đi lang thang trong lâu đài vào lúc đó." Thật bất ngờ, bức ảnh đó được đánh giá là đẹp nhất trong số 250 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia nghiệp dư gửi tới lễ hội khoa học quốc tế Edinburgh. Khoảng 250.000 người đã bỏ phiếu để chọn ra bức ảnh đẹp nhất. Và bức ảnh bí ẩn này đã chiếm ngôi vô địch với 39% phiếu bình chọn. Phải chăng vì sự bí ẩn của nhân vật không mời trong bức ảnh mà nó đã đem về chiến thắng cho tác giả ư? Hay chính hồn ma bà già đã phù hộ và độ cho bức ảnh này đạt giải? Những người hoài nghi cho rằng bức ảnh đó có thể là do người chụp không chú ý tới một vị khách không mời, hoặc đó đơn giản là một loại hiệu ứng ánh sáng giữa tường và song sắt. Thế nhưng cho đến nay, cũng chẳng ai tìm ra được lời giải thích thỏa đáng cho bức hình này và những điểm kỳ lạ trên vẫn mãi là bí ẩn mà thôi. Những vị sư ở ngôi nhà bị ám Hull House. Đây là một tấm ảnh đen trắng đã sờn rách do một người tình cờ chụp tại Hull House ở thành phố Chicago vào tháng 11 năm 1980. Trong khi chụp tấm hình này, người chụp đã khẳng định không hề có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính cả. Nhưng thật kỳ lạ, khi tấm ảnh này được rửa ra thì nó lại khiến cho mọi người hoang mang khi phát hiện ra những bóng hình mờ ảo trong tấm hình. Đó chính là hình ảnh mờ ảo của bốn nhà sư đứng ở những bậc cuối cùng dưới chân cầu thang. Thầy đứng giữa thể hiện đúng động tác nhà Phật, trong khi ba vị còn lại đứng xuyên qua cầu thang và hình như là không có đâu. Đến đây, có ai cảm thấy lạnh sống lưng không? Các bạn còn đủ bình tĩnh để tìm hiểu những tấm ảnh sau đây chứ?
dáng hình của tâm tường. Bức ảnh này được chụp bằng một chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ vào năm 1959 tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park ở Mỹ đã bị phá sập từ lâu. Không có gì đáng nói với bé gái đang trầm ngâm suy nghĩ ngồi bên thềm. Tuy nhiên, điều không ai giải thích nổi đó là vật thể gì nửa trong nửa đục đang di chuyển dọc cầu thang. Các bạn có nhìn thấy điều này không? Như thể vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể bé gái. Mà theo trí tưởng tượng phong phú của một số người thì đó là xuất phát từ sâu bên trong tâm khảm của cô. Một sự hiện hình của ý nghĩ, hay nói cách khác là ngoại chất linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Bức ảnh này thậm chí còn được xếp vào thể loại ảnh tâm linh. Và đặc biệt, không dành cho ai yếu tim xem xét. Nhưng cũng có không ít người lên tiếng cho rằng đây chỉ là bức ảnh chụp bằng máy ảnh thời xưa nên việc bắt sáng còn kém. Đồng thời có thể do tay người chụp chưa chắc và kết quả là cho ra đời bức ảnh đáng sợ này. Bóng ma khoác áo lính. Có bạn nào hay đến thăm nghĩa trang không? Top 1 mỗi lần đến đây thì đều cảm thấy lạnh người, cảm giác rất là nhiều âm khí. Và một trong những bức ảnh đáng sợ nhất thế giới đã được chụp tại nơi như thế. Khi đó có một người đi viếng mộ tại nghĩa trang liên bang ở Franklin, bang Tennessee và chụp lại khung cảnh này một cách rất tình cờ. Thoáng nhìn qua thì tưởng như không có điều gì bất thường hết. Tuy nhiên, nếu soi kỹ lên góc trên cùng bên phải của bức ảnh, lảng vảng sau những hàng cây, đó là bóng dáng của một quân nhân. Nhiều người cho rằng đây chính là hồn ma của một người lính được chôn cất tại nghĩa trang này, không may chui vào khung hình. Nhưng cũng có người lại nói đây là bóng ma của người được ông cụ trong hình đến viếng thăm. Các bạn nghĩ sao? Hãy thử để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Các bạn thân mến, trên thế giới này còn có rất nhiều những tấm hình đáng sợ và kỳ lạ, đến nay chưa tìm ra lời giải. Nhiều giả thuyết chung chung cho những tấm hình này đó là do Photoshop hoặc do ánh sáng khi chụp. Nhưng đa phần người ta lại tin đây chính là những vị khách không mời mà chui vào ống kính. Với các bạn thì sao? Các bạn ủng hộ giả thuyết nào? Hãy để lại suy nghĩ, ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn cảm thấy video clip này thú vị hay ho thì hãy để lại một nút like, share để ủng hộ chúng mình. Sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!